Thưa quý vị, hiện đang là giữa tháng 2 và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang chuẩn bị bước vào cao điểm của mùa khô. Lo ngại lớn nhất của bà con lúc này đó là tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn sẽ ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt. Bởi theo dự báo thì hạn mặn năm nay tại đồng bằng sông Cửu Long đến sớm, sâu và kéo dài hơn. Tại một số địa phương như Bến Tre, Tiền Giang, nước mặn đã xâm nhập vào các cửa sông sớm hơn từ 10 đến 15 ngày so với năm trước. Lúc này bà con nông dân đang trong tâm trạng bất an trước diễn biến hạn mặn. Ghi nhận của phóng viên VTC16. Mỗi ngày, trên cánh đồng xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, nông dân đều có mặt trên đồng. Ruộng lúa hơn 1 hecta nhà ông Việt nằm sát con đê ngăn mặn. Lo lắng đất bị nhiễm mặn nên lần nào đi thăm đồng ông Việt cũng nếm thử nước ruộng. Với những người nông dân, hình ảnh cánh đồng chết trắng vì nhiễm mặn vào mùa khô năm 2016 vẫn còn là nỗi ám ảnh. Nó cháy trắng ráo luôn, bỏ luôn, rồi bà con đây bỏ nguyên cánh đồng chẳng 30 hecta này luôn. Mà năm nay nghe nó tái diễn lại, bà con đây cũng sợ. Bởi vậy mỗi bữa mình mỗi đi thăm đồng, mình nếm nước. Nếu mà nước có ấy thì nhờ mấy anh cán bộ nông dân đằng khuyến nông đó xuống mấy ảnh kịp thời mấy ảnh sổ ra. Cánh đồng này là thường xuyên đi thăm. Nó là một á, là thăm nước mặn coi có xâm nhập cái gốc lúa không. Hai là rầy, ba là sợi xương muối nó về. Hạn hán, xâm nhập mặn năm 2015-2016 đã gây hậu quả nặng nề cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. 10 trên 13 tỉnh công bố thiên tai, 635.000 hectare đất bị nhiễm mặn, thiệt hại hơn 7.900 tỷ đồng. Do vậy, ngay từ đầu mùa khô, khi được dự báo hạn mặn, năm nay sẽ đến sớm, sâu và kéo dài, người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long khá lo lắng. Hiện nay, tại Bến Tre, độ mặn 4 phần ngàn đã xâm nhập sâu trên sông Cửa Đại, sông Cổ Chiên, sông Hàm Luông. Còn tại Tiền Giang, một số cống cũng đã phải đóng để ngăn mặn. Hiện nay là cái độ mặn là trên 1,5 phần ngàn, cho nên là buộc cống Xuân Hòa, cống Dầm Dòng phải đóng. Và cống Xuân Hòa này thì còn lấy được nước thì chúng tôi tập trung lấy ở cống Xuân Hòa này. Theo dự báo, xâm nhập mặn vùng cửa sông ở Nam Bộ năm nay sẽ ở mức tương đương trung bình nhiều năm và ở mức cao hơn năm 2017-2018. Độ mặn cao nhất phổ biến xuất hiện vào tháng 3. Riêng hệ thống sông Vàm Cỏ và vùng bán đảo Cà Mau Kiên Giang, độ mặn cao nhất xuất hiện vào tháng 4, tháng 5. Năm nay chúng tôi cũng nhận định là cái độ mặn 4 gram lít mà nó ảnh hưởng đến cái cây trồng, vật nuôi. Thì đối với hệ thống sông Tiền, sông Hậu thì nó cũng nằm ở cái xấp xỉ là cái mức báo động cấp 1. Có nghĩa là độ mặn 4 gram lít nó sẽ xâm nhập sâu từ 40 cho đến 45 km trong tháng 2 và tháng 3. Ngành chức năng khuyến cáo các địa phương khu vực đồng bằng Nam Bộ cần chủ động trong công tác phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn để giảm thiệt hại ở mức thấp nhất.